Kính chào quý vị và các bạn đến với chuyên mục Tháo nút thắt giải phóng mặt bằng nhanh, số đầu tiên của năm mới 2022. Chuyên mục hôm nay sẽ dành toàn bộ thời lượng giới thiệu tới quý vị khán giả những nội dung chính của đề án nâng cao hiệu quả trong công tác giải phóng mặt bằng để thực hiện dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh do Ủy ban Nhân dân tỉnh Hưng Yên vừa ban hành. Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 19 đã xác định tập trung thu hút đầu tư phù hợp quy hoạch, ưu tiên dự án quy mô lớn, công nghiệp công nghệ cao, công nghiệp hỗ trợ, công nghiệp công nghệ số, đóng góp tích cực cho tăng trưởng và ngân sách nhà nước và tập trung tháo gỡ khó khăn, huy động các nguồn lực, đầu tư kết cấu hạ tầng kinh tế xã hội, thương mại dịch vụ và đô thị, phát triển hạ tầng số, ưu tiên hạ tầng giao thông và các địa bàn trọng điểm để tạo động lực phát triển. Là hai trong ba khâu đột phá nhằm góp phần xây dựng Hưng Yên trở thành tỉnh công nghiệp hiện đại. Để thực hiện được mục tiêu này thì công tác giải phóng mặt bằng phải luôn đi trước một bước. Chính vì vậy, ngày 28 tháng 12 năm 2021, Ủy ban Nhân dân tỉnh Hưng Yên đã ban hành quyết định số 3022 phê duyệt đề án nâng cao hiệu quả trong công tác giải phóng mặt bằng để thực hiện dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh. Đề án cho biết, giai đoạn 2016-2020, tỉnh Hưng Yên đã tập trung thu hút thêm được 850 dự án đầu tư mới vào địa bàn, tăng 40% so với giai đoạn 2011-2015. Tỉnh đang tích cực thực hiện các giải pháp cải thiện môi trường đầu tư, đẩy mạnh công tác thu hút đầu tư. Do đó, khối lượng công việc giải phóng mặt bằng trong giai đoạn tới là rất lớn. Trong khi đó, công tác giải phóng mặt bằng được xác định là nhiệm vụ hết sức khó khăn, phức tạp, thường xuyên và lâu dài. Đề án cũng đánh giá kỹ thực trạng công tác giải phóng mặt bằng, dồn thừa đổi ruộng đất nông nghiệp và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh. Theo đó, tỉnh Hưng Yên đã được Chính phủ phê duyệt điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020. Giai đoạn 2011-2020 chuyển 17.216 ha đất nông nghiệp sang đất phi nông nghiệp, trong đó đất phát triển khu công nghiệp tăng là 4.393 ha, đất cụm công nghiệp tăng 1.568 ha, đất sản xuất phi nông nghiệp và đất thương mại dịch vụ tăng gần 909 ha so với năm 2011. Tuy nhiên, kết quả thực hiện chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa sang đất phi nông nghiệp trong kỳ quy hoạch chỉ đạt 23,56%. Kết quả thu đất giải phóng mặt bằng xong để giao đất cho thuê đất theo kế hoạch sử dụng đất hàng năm đạt thấp. Năm 2019 đạt 12,34%, năm 2020 đạt 11,39%. Kết quả giao đất cho thuê đất khu công nghiệp mới đạt gần 26% so với quy hoạch. Từ thực trạng đó, đề án đã đi sâu phân tích thuận lợi khó khăn khi thực hiện hai cơ chế giải phóng mặt bằng đang được áp dụng, đó là nhà nước thu hồi đất theo điều 61, 62 luật đất đai và chủ đầu tư thông qua hình thức nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất, nhận góp vốn bằng quyền sử dụng đất theo điều 73 luật đất đai. Chỉ ra 9 nguyên nhân của những tồn tại hạn chế, trong đó có việc buông lỏng quản lý đất đai tại các địa phương dẫn đến người dân tự ý chuyển đổi trái phép gây khó khăn cho giải phóng mặt bằng. Việc công khai dự án thu hồi đất và dự án được phép nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất còn chưa rõ ràng, dẫn đến người dân chưa hiểu đúng, có đòi hỏi vượt chính sách. Công tác tuyên truyền giải thích chế độ chính sách còn qua loa, chiếu lệ. Một số địa phương còn ỷ lại cho chủ đầu tư, đun đẩy, né tránh trách nhiệm. Tình trạng đầu cơ đất đai còn xảy ra nhằm trục lợi. Một số nhà đầu tư năng lực hạn chế, phối hợp chưa tốt với địa phương trong quá trình tổ chức thực hiện giải phóng mặt bằng. Việc chậm cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nông nghiệp cho hộ gia đình sau dồn thửa đổi ruộng, số liệu đo đạc sai sót đang gây khó khăn cho quá trình chuyển nhượng. Giai đoạn 2021-2030, dự kiến tỉnh sẽ tiếp tục triển khai giải phóng mặt bằng 8 khu công nghiệp với tổng diện tích khoảng 3.619 ha, 23 cụm công nghiệp với diện tích khoảng 987 ha, hàng chục khu đô thị lớn và các tuyến đường vành đai 3,5, vành đai 4, vành đai 5 cùng hơn 200 dự án đầu tư đã được tỉnh tiếp nhận với tổng diện tích khoảng 850 ha. Xuất phát từ nhu cầu thu hồi đất giải phóng mặt bằng phục vụ phát triển kinh tế xã hội của tỉnh trong giai đoạn 2021-2030 rất lớn, nên đề án đã đưa ra các nhóm giải pháp rất cụ thể về cơ chế, về nhân lực, về công tác chỉ đạo, về kinh phí giải phóng mặt bằng. Đáng chú ý là giải pháp trích kinh phí từ nguồn thu từ đất để giải phóng mặt bằng các cụm công nghiệp, các khu đất quy hoạch sản xuất kinh doanh để tạo quỹ đất sạch, dùng đấu giá chuyển quyền sử dụng đất cho thuê đất. Ngoài ra, đề án còn đưa ra giải pháp Chủ tịch UBND cấp huyện thực hiện thí điểm kê khai
đăng ký cấp giấy chứng nhận lưu động tại các khu dân cư. Với các giải pháp cụ thể cùng sự phân công tổ chức thực hiện chi tiết rõ ràng, chúng ta tin rằng đề án nâng cao hiệu quả trong công tác giải phóng mặt bằng để thực hiện dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh sẽ được các sở ngành, địa phương nghiêm túc triển khai, nhân dân đồng thuận phối hợp, tạo ra động lực mới để thúc đẩy công tác giải phóng mặt bằng nhanh hơn, góp phần để Hưng Yên phát triển nhanh và bền vững. Chuyên mục tháo nút thắt giải phóng mặt bằng nhanh của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên xin được kết thúc tại đây. Xin kính chào và hẹn gặp lại.